Căn cứ âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chứ mà các bác đây là một bộ dàn hơn 30 triệu, dòng công suất lớn, dùng cho không gian rộng. Thì bộ dàn này bác khách của em kết hợp đây là một đôi loa của Lead Audio, thương hiệu của Pháp. Pháp là một cái quê hương mà sản xuất rất là nhiều dòng loa nổi tiếng đúng không ạ? Thì Lead Audio một dòng loa phân tần hộp, có thể nói là duy nhất ở Pháp hiện tại bây giờ sử dụng phân tần hộp. Và đây là một đôi loa cho chất lời của âm thanh cực kỳ hay luôn. Cho nên bác khách đã chọn đôi loa này để chúng ta có bộ dàn này ngày hôm nay, cái bộ dàn đẳng cấp. Và cái hộp đó là một con đẩy mới tinh của thương hiệu Pro Audio nguyên hộp luôn. Đấy. Và một con vang Vina X5 bãi xịn và một bộ mic mới nguyên bản của DA Acoustic nguyên hộp luôn, cái mã là KV1225 mã. Kết hợp với đó để chơi không gian rộng thì bác chơi luôn một quả sub hơi 50 của thương hiệu Spirit của Mỹ. Tất cả loa này thành sản phẩm này em chưa hay vệ sinh các bác nhá. Để em thấy hơi bận một chút, bác thông cảm bởi vì em đang quay video nhé, em chưa có chỗ đi. Đấy, thì hàng em chưa vệ sinh đâu. Đấy, thì đây là bộ dàn nó rất là mạnh và chất âm mix ra cực kỳ hay luôn. Và ngay bây giờ đây, em sẽ test cho mọi người cùng nghe về cái chất, cái sự mạnh mẽ của nó, bộ dàn này nó đánh gọn gàng như thế nào. Do là cái không gian của em là cái máy này em thực sự là máy tôn rất là ồn mà em đã dán bớt cái tiêu âm này rồi, nhưng mà nó vẫn rất là kêu. Cho nên là khi mà em đánh cái sub, nếu mà đánh mình full không em sẽ đỡ. Nhưng mà bộ dàn là do là dùng thêm sub cho nên là khi các bác em ghi âm có thể là sẽ nghe tiếng máy tôn nó kêu rất là lớn, các bác thông cảm một chút nhé. Bởi vì cái tôn này là cái tôn trần này nó kêu kinh đấy. Đấy thì em đã hạn chế rồi nhưng mà còn thua. Thì các bác cùng nghe thử một đoạn em test nhé. Sau đó em sẽ test cho bác cùng nghe thử chất âm, mic và hát karaoke cho bộ dàn này đẳng cấp như nào, bộ tiền ra nó sẽ sướng như nào các bác nhé. Ok. Và ngay bây giờ đây em sẽ test cho bác nghe một bài hát với cái bộ dàn này nó đẳng cấp như nào các bác cùng nghe. Thì cũng đã sắp đến Noel rồi, cho nên em sẽ hát một bài về thánh carbon, một bài mà Noel chúng ta sẽ thấy là khá là kiên thủ trong một lần dịp Noel các bác nhé. Ok, nhưng mà các bác cùng thưởng thức. Thì hiện tại thì em vẫn đang để cấu hình này là cấu hình 70% echo và chỉ 3% reverb. Do là em nói các bác là em hát hơi yếu cho nên là em để cấu hình này. Hát rất là dễ. Còn bác nào mà hát tốt thì chúng ta sẽ dùng cái điều khiển. Đây. Nó sẽ có một cái điều khiển này kèm theo và các bác sẽ chuyển sang cấu hình reverb các bác hát nha. Có rất là nhiều cấu hình, em đã cài sẵn rất là nhiều cấu hình ở đây là nghe nhạc cấu hình reverb, cấu hình echo rồi cấu hình echo reverb rất là nhiều. Các bác tham khảo chọn nha. Ok và mời các bác cùng nghe. Rồi mùa giá muôn cuốc qua mong, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sắt pha bay sao. Lời quyền mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hỏi sao bao? Bao nhiêu đêm Chúa xuống thương gian, bao nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm anh được đón Noel,
lang thang con miền giao đường dấu yêu. Tiếng thanh ca ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi giọng hát anh. Đêm thanh vô cùng lạnh giá cái âm lượng nhạc nó nhỏ một chút để các bác nghe cái mic nó rõ hơn không nhá. Đấy. Cái mic là cái quan trọng nhất cái bộ dàn. Nên là em muốn các bác nghe rõ cái mic cái độ sạch của nó. À, mặc dù là cái giọng em nó hơi yếu lên nó hiện tượng là bị vỡ. Không được sạch lắm nhưng mà có thể là lên nó vẫn cái mic nó rất là rõ sạch, rất là sạch. Rất là ok bộ dàn này. Chắc chắn là bác khách sẽ rất là ưng ý luôn. Rồi mùa giá buông cũng qua mau, lời hẹn đầu anh nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua tàu xa pha mây sông. Lời nguyện tình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Có nhiều đêm Chúa xuống thương gian, bấy nhiêu lần nhớ người. Rồi như đêm thái đường đó nói lang thang qua miền giao đường sâu, tiếng thanh ca buồn vang trong đêm tối nhớ qua đi thôi giọng hát anh. Đêm thanh vô cùng lạnh giá buồn tôi, tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối nhớ qua đi thôi dẫu hát anh. Đêm thanh vô cùng lạnh giá buồn tôi. Rất là cố gắng mới hoàn thành được bài hát này bác ạ. Hát xong nghẹt mũi luôn. Nghẹt mũi luôn là không thở nữa đây. Đây các bác thấy là em cũng đã cố gắng để mà thành công họ hát thành công được cái bộ dàn này. Đây là bộ dàn chắc chắn là mọi người đã biết rồi. Nếu mà loa lít, lít là một dòng loa mà sử dụng phần tần hộp. Thì trên thị trường hiện tại bây giờ có hai dòng loa phần tần hộp phổ biến nhất và nổi tiếng nhất, đó là một lít audio, hai và chan audio. Thì đây là hai dòng loa sử dụng phần tần hộp và cho chất mic ra cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, nó sử dụng một concept của hãng BMS của Đức nữa, sản xuất tại Đức luôn. Thì đây là cái đôi loa chắc chắn sẽ làm cho mọi người cực kỳ hài lòng. Với một bộ dàn này kết hợp được cả quả sub bên thì chơi không gian rộng quá là phê rồi. Đấy, và những bác nào đang thích những bộ dàn hoặc những đôi loa lead audio hay như này thì hãy liên hệ ngay với cửa hàng bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video này và xin hẹn gặp lại. Vâng, cửa hàng âm thanh Xuân Lúc Đó xin được mến chào đến tất cả các bác đang xem YouTube của em ạ. Ngày hôm nay cửa hàng bên em tiếp tục lên sóng cho các bác đây là một dòng loa thương hiệu của Pháp. Đó là L Audio Technology. Thì như các bác đã biết là năm nay thì thực sự là em có một cái thực sự là nó hơi bị động một chút. Đó là từ đầu năm này em nhập rất là nhiều dòng loa chất lượng, dòng loa giá cũng thành cao đồ, cứ thuộc phân khúc là phân khúc tầm cao bác nhá. Cho nên năm nay cái dòng loa giá cao thì cũng là do đẳng cấp thì em rất là nhiều, nhưng mà cứ từ lên sóng thôi. Nhưng mà khổ một cái là năm nay là đúng vào đợt dịch các bác ạ. Cho nên là cái dòng loa mà giá tầm trên chục triệu bán hơi chậm, cho nên là cửa hàng em cứ tấp tắc lên sóng các bác. Thì ngày hôm nay thì em lên sóng cho các bác đây là một lô loa thương hiệu của Pháp sử dụng phần tần hộp L Audio, chúng ta gọi là Lead Audio. Đấy, một dòng loa mà sử dụng phần tần hộp rất là hay. Nói với dòng loa Pháp thì nó có rất là nhiều thương hiệu, nhưng mà thương hiệu mà chúng ta thấy vừa tầm tiền mà chất lượng âm thanh tốt, kiểu dáng đẹp, chắc chắn, công suất cao trong một khúc 30 thì đó chính là gì ạ? Nó chính là dòng loa Lead Audio này. Đấy. Và ngày hôm nay trước mặt các bác đây là toàn bộ cái lô của em. Thì hiện tại em đã đang cho giặt e-căng. E-căng đang để bên cạnh rồi. Nhưng mà rất tiếc là do nó chưa khô bác, em mới cho giặt chưa khô nên em chưa lắp vào được, để tạm bên đó thôi. Đấy. Thì số lượng lô này của em tầm khoảng độ 20 đôi, nó sẽ có cả 40 và 30 các bác nhé. Có cả 40 và 30 luôn. Và đang là rất là đẹp. Tình trạng loa zin đét 100%, cực kỳ chắc chắn luôn. Và lô này của em tất sẽ có hai bên là hai cái nẹp nhôm rất đẹp, được in luôn là của Lead Audio này. Technology. Đấy, rất đẹp, thùng là thùng sần sần, cực đẹp các bác nhá. Rất mịn luôn. Đặc biệt cái dòng loa này các bác có thể thấy là ở phía sau họ cũng dùng hai cái nẹp nhôm luôn.
Đây, cũng được sử dụng là hai cái nẹp nhôm luôn các bác nhá. Đấy, với màu trắng thì họ sử dụng là nẹp inox, còn màu đen họ sử dụng là nẹp nhôm và sơn tĩnh điện lên, rất là đẹp, cứng cáp cả hai mặt luôn. Đấy. À, đây là một dòng loa công suất lớn trong phòng phun khúc phun 50. Thì như các bác sẽ thấy là với dòng loa phun 30 thì công suất chỉ tầm dao động tầm khoảng 300 đến 350W thôi. Chỉ có một số đặc biệt là lên 400 đến 450. Thì ngày hôm nay các bác sẽ có ngay một đôi loa phun 30 nhưng công suất là lên tới 400W. Đó chính là dòng loa này. Công suất làm việc lên tới 400W các bác nha. Đó, côn 76 là một dòng công suất khá là lớn trên tại hiện trường. Công suất mà 400W thì công suất mát hiện tại bây giờ dao động tầm khoảng 1.600 các bác nhé, 1.600 đến 1.800W một kênh, một chiếc này. Rất là cao, rất là cao các bác ạ. Cái mã lo lần này em về cho bác đó chính là mã là AMH12. Đây, số email của chiếc loa này. Đấy, thôi bác chiếc loa này các bác nhé. Mỗi một chiếc số email này sẽ không trùng nhau bác ạ, bởi vì loa là loa xịn nên là nó sẽ không trùng nhau bác nhé. Đấy, nó sẽ không trùng nhau, mỗi chiếc loa số email sẽ khác nhau. Đấy, công suất làm việc là 400W ở trợ kháng 8 ohm và nhà máy được đặt tại Made in China, hàng xịn chăm chăm. Đấy bác nha, của Fan. Đấy, hàng xịn mà, thế nên là đương nhiên là nhìn nó cũng rất là khác biệt. Kiểu dáng của dòng loa lít này thì hiện tại em lần lô này là lô thứ 3 em bán được rồi, em có. Và cái lô hôm trước em có thì đó là một dòng loa monitor của dòng loa lít này, nó là cái thùng vát. Đấy, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có đây là một đồ loa thùng cân. Một đồ thùng cân rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Các bác nhìn từ cái màng loa cho đến kiểu dáng thùng rất là đẹp, rất là lớn. Với cái dòng loa full 30 của dòng dòng lít á thì nó có một cái đặc biệt là cái thùng hơi to, kiểu dáng thùng rất là to bác, thì nó rất là ngang, nó rất là to, rất là cao, thì nó hầm hố lắm. Nhiều khi là nhiều người cứ tưởng là loa 40 nhưng không phải bác, nó loa 30 bác ạ, nhưng mà nhìn như giống như loa 40 vậy ạ, rất to bự luôn. Đấy, về với bên trong, bên trong của chiếc loa này thì các bác sẽ thấy là lít lít audio thì nó sử dụng cái chép là nó sử dụng cái chép của dòng BMS các bác ạ, của Đức. Và con chép này thì được sản xuất ở Đức luôn. Đấy bác nha. Đấy, đây là con chép, bác sẽ cùng xem kỹ đây. Chép của hãng BMS. Đấy, Hanover Germany. Đấy, mã của chép đây 4538 8 ohm. Xịn nha. Cực xịn luôn nha. Con chép đẳng cấp của BMS. BMS thì con chép chắc là em chẳng cần nói các bác nha, vì chắc là em nghĩ các anh biết rồi, chuyện này em cũng không cần nói nữa. Đấy, bát đây. Bát của thằng lít thì phải nói là siêu hầm hố này. Quá hầm hố luôn, từ rất là to, cao, xương là xương đúc dày, siêu dày luôn, dạng xương sần. Đấy, rất đẹp các bác ạ. Đây, công suất bát là 400W ở trợ kháng 8 ohm. Đây là mã bát các bác nha, mã bát này. Đấy, các bác hãy cố gắng xem kỹ cho em vì nó hơi mờ nhé, điện thoại em ánh sáng không đủ. Đấy, rất đẹp các bác nha, gần là gần 2 sóng nha, mặt trước đây. Gần 2 sóng này. Gần 2 sóng, đấy, cực đẹp luôn. Xương đúc, đấy. À, đặc biệt là cái rốn của dòng loa, cái dòng loa lít audio này, cái rốn của nó là rốn dạng là được gắn bằng tay bác nhé. Cái dòng loa lít này thì những cái rốn loa được gắn bằng tay chứ không phải gắn bằng máy. Nếu bác sẽ thấy là đây là các bác nhìn này, những cái điểm nối này đây, đây điểm bắt đầu, điểm kết thúc của keo này, đấy nhìn nó sẽ bằng tay hết. À, là bằng tay thì nhìn nó không được đẹp, nhưng mà khi là bằng tay thì bác sẽ thấy là nó sẽ keo họ sẽ rất là chặt, keo là keo chết. Đấy bác nhìn này, nói chung là cái rốn này sẽ không chích nào giống chích nào đâu, bởi vì họ làm bằng được làm thủ công mà. Đấy, riêng lít là họ làm thủ công hết. Cái rốn nó nhìn này nó sẽ không được giống như máy. Cái kiểu là giống như dòng loa AR, bác có số đại AR làm bằng tay thì một số dòng loa này nó sẽ làm một số cái khâu được làm bằng tay thì nó sẽ rất là đặc biệt. Đấy, còn riêng với cái phần tần của dòng loa này thì nó thật các bác luôn là hiện tại bây giờ là nó là dạng độc vô, gọi là siêu độc luôn. Em sẽ mở lên lát cho bác cùng xem rõ nhá. Riêng cái phần tần của dòng loa lít đấy thì nó cũng giống như một số dòng loa của Nhật vậy á. Đấy, dòng loa của Nhật thì dòng loa này á, nó sử dụng phần tần hộp các bác ạ. Đấy, phần tần hộp bác nhá. Thì cái dòng phần tần hộp thì chắc là mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi, nó rất là nổi tiếng, nó rất là nổi tiếng các bác. Và chỉ có hai hãng hiện tại trên thế giới này mà sử dụng phần tần hộp mà gọi là nổi tiếng nhất, đó là một là dòng lít này và thằng Chan của Nhật. Hãng Chan của Nhật cũng sử dụng phân tần hộp và hãng Lít cũng sử dụng phân tần hộp các bác nhé. Thì phân tần hộp này hiện tại thị trường thì thứ thật là em cũng chưa thấy chỗ nào bán cả, em cũng chưa thấy chỗ nào bán lẻ cả, hay là có ai bán cả. Bởi vì bên trong này nó sẽ là những linh kiện được hàn bằng tay, bằng thủ công, xong đó là độ kêu chết các bác nhé. Và đây là một khối đặc luôn, đây sẽ là một khối đặc luôn. Đấy, bởi vì là vì sao mà các bác biết là người ta là sử dụng cái phân tần hộp này không ạ? Bởi vì đây là cái phân tần mà độc quyền. Và họ không muốn cho bất cứ một ai biết được là bên trong này họ sử dụng những cái linh kiện gì và kết cấu làm như thế nào để ra chất âm như vậy. Và cái phân tần là khi họ làm xong bằng thủ công thì
thì họ sẽ dùng cái kêu AB đấy, kêu chết đấy, họ đổ đặt luôn, nó đặt vào nó rất là nặng bác, chắc cứng trong đây này, đấy, chắc cứng bác ạ, nó giống như một khối rắn vậy ạ, để mà gọi là bí mật này, nó giống như mà những con vàng mà chúng ta xóa chip vậy ạ, cho nên là cũng không ai biết được là bên trong này nó được sử dụng những con tụ và họ thiết kế như thế nào, hoàn toàn không hai hãng nào ăn cắp được cái bản quyền này. Đó là một cái đẳng cấp mà họ muốn cất giữ dành cho mình. Hãng Chan và hãng LED họ sử dụng những cái phân tần này. Và phân tần này thực sự là nó rất là hiếm. Trên thị trường rất là hiếm mà các bác bảo em mua ở đâu thì em cũng chịu, không biết kiếm ở đâu ra. Đó nha. Nhưng mà cũng may mắn là cái là phân tần này chắc cũng chẳng bao giờ hỏng. Siêu bền luôn. Cho nên cũng yên tâm bác nha. Đặc biệt là bác. Đấy các bác nhìn này. Nó giống một cái hộp, nó giống như một cái hộp điện vậy á. Khá lạ luôn. Đấy cái phân tần hộp điện này nó là dòng EX12D. Đấy, EX12D các bác nhé. Đấy, có đẹp này, họ đánh dấu phần đường in vào để nó ộp ra mất này. Đây đường tín hiệu vào này, in này, đường out này, đường ra này. Đấy. Rất đặc biệt. Còn về tiêu âm loa này thì bác yên tâm. Riêng cái dòng loa này tiêu âm này khủng khiếp luôn. Em chưa thấy cái hãng nào mà họ tiêu âm cẩn thận như hãng này đây. Như một cái chân, như một cái chăn bông. Đấy, hai lớp nha. Đây là một chăn bông nữa này. Đây này. Đấy. Một lớp này, hai lớp này. Khủng khiếp luôn. Đấy, dòng lo này tép cũng sáng mà bát cũng mạnh luôn. Dưới dòng lo này các bác yên tâm với em là bát cũng mạnh mà tiếng tép cũng nó cũng sáng luôn. Tiếng hát cực sướng luôn. Lo này là một dòng lo hay. Và ghép dàn thì dòng lo này rất là sướng. Và với những đôi lo này thực sự với một model mà đời cao như dòng Lead Audio này, hiện tại về giá cũng thời điểm này em nghĩ là rất là ok cho các bác luôn. Với một đôi lo hàng hiệu thương hiệu của Pháp, và bên em đang bán với giá là 11.500.000 đồng. 11.500.000 đồng cho một đôi lo này, hàng zin đét 100%. Đấy, bao zin bao xịn bao hay, bao hay cho bác luôn. Đấy, 3 ngày 4 ngày không thích, không hay không thích vẫn được quyền trả lại, lấy lại tiền về. Đó là điều đương nhiên, cửa hàng em luôn hỗ trợ các bác tuyệt đối luôn. Đấy, và những bác nào đang có nhu cầu những đôi loa như này hãy liên hệ ngay cả bản thành số đỏ các bác nha. Là bác nào ở gần nhà đến nhà lấy loa về, trả loa đến bên nhà trả lại thoải mái. Ở xa thì các bác gửi xe, các bác phải hỗ trợ tiền cước, thế rồi các bác nha. Còn tất cả loa này luôn bao xịn bao hay, hàng đẳng cấp chính hãng 100%, một dòng loa thương hiệu của Pháp. Và những bác nào đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay với cả bên em. Theo số điện thoại ở phía dưới màn hình 0903 0405 và 90. Em cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ.